Hội thảo của chúng ta đã thực sự là nơi các đại biểu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, đóng góp ý kiến nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong nước và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc phổ biến, nâng cao ý thức và truyền tải các chương trình dạy và học tiếng Việt, tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa cơ quan báo chí truyền thông trong nước và cơ quan báo chí phóng viên kiều bào trong việc tăng cường thông tin hai chiều, thông tin về mọi mặt tình hình đất nước cho cộng đồng người Việt Nam nước ngoài và tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước. Qua hơn 20 báo cáo, tham luận và các phát biểu, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các nội dung sau. Thứ nhất là trao đổi tình hình việc dạy và học tiếng Việt tại địa bàn, vai trò của cơ quan báo chí truyền thông trong việc hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. Thứ hai là bàn về khả năng và phương hướng hợp tác giữa cơ quan báo chí trong cộng đồng với các cơ quan giáo dục, đào tạo, cơ quan báo chí trong nước trong việc xây dựng các chương trình truyền thông đa phương tiện, báo viết, truyền hình, phát thanh, internet, v.v. hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Bàn về việc tăng cường hợp tác trao đổi nghiệp vụ giữa cơ quan báo chí trong cộng đồng và cơ quan báo chí trong nước nhằm đẩy mạnh thông tin hai chiều về tình hình đất nước cho cộng đồng người Việt Nam nước ngoài và thông tin cộng đồng, tình hình cộng đồng cho trong nước. Trao đổi về việc phát huy vai trò của phóng viên, cơ quan báo chí trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, quảng bá văn hóa, hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và qua đó đến bạn bè quốc tế. Sau hai phiên họp, hội thảo đã đi thống nhất một số nội dung lớn sau. Một là các đại biểu tham dự hội nghị đã khẳng định giá trị và ý nghĩa tích cực của hội thảo, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây thực sự là diễn đàn quan trọng để các nhà báo, phóng viên kiều bào có dịp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tâm tư nguyện vọng với các cơ quan chuyên trách, đồng nghiệp báo chí trong nước và các học giả về mối quan tâm đối với tình hình đất nước, về việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, việc đáp ứng nhu cầu thông tin về mọi mặt tình hình đất nước cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hai, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các bộ, ban ngành đã triển khai các hoạt động liên quan như nghiên cứu, biên soạn chương trình và tài liệu dạy học tiếng Việt, hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ trẻ kiều bào, hỗ trợ xây dựng trường Việt Nam, các lớp học tiếng Việt cho con em kiều bào và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tạo điều kiện để nhiều thế hệ kiều bào về nước tham gia các lễ hội, các hoạt động lớn của đất nước, v.v. Các hoạt động này cần được tiếp tục phát huy và triển khai rộng rãi, có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đông đảo bà con kiều bào. Thứ ba, hội thảo nhất trí về tính cấp bách của việc duy trì, nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cần phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong nước và trong cộng đồng trong việc phổ biến, nâng cao ý thức duy trì tiếng Việt và truyền tải các chương trình dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là công việc cần có sự quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Giáo dục, Bộ Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Truyền thông, v.v. Thứ tư, hội thảo khẳng định cần tổ chức các hoạt động cho các phóng viên, nhà báo kiều bào về nước tìm hiểu tình hình đất nước, giao lưu hợp tác và trao đổi nghiệp vụ với cơ quan báo chí trong nước, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí kiều bào trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, quảng bá hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và qua đó đến bạn bè quốc tế. Hội thảo chúng ta cũng đã nêu lên một số kiến nghị về các
chủ trương và giải pháp cụ thể như sau. Một là nhà nước cần tăng cường hơn nữa việc đầu tư khuyến khích để xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình hướng đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai là Bộ Thông tin Truyền thông và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp xây dựng các chương trình hoạt động nhằm tăng cường giao lưu hợp tác, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật tình hình phát triển đất nước cho các cơ quan báo chí, phóng viên kiều bào, khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, phóng viên kiều bào về nước tác nghiệp, đưa tin khách quan về tình hình đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quảng bá hình ảnh hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ ba là các cơ quan báo chí trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường quan hệ, hợp tác, trao đổi nghiệp vụ nhằm thông tin kịp thời các tình hình phát triển khách quan tới bà con kiều bào và ngược lại thông tin về tình hình cộng đồng với trong nước. Thứ tư là các cơ quan báo chí trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần tiên phong trong việc phổ biến, nâng cao ý thức duy trì tiếng Việt, truyền tải các chương trình dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường áp dụng các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc xây dựng và truyền tải các chương trình dạy học tiếng Việt. Thứ năm là nhà nước hỗ trợ các trung tâm Việt ngữ đã có sẵn, hỗ trợ xây dựng trung tâm trường lớp dạy tiếng Việt với chương trình giảng dạy phù hợp, duy trì và thúc đẩy các chương trình trao đổi giáo viên, sinh viên, giao lưu văn hóa nghệ thuật như chạy hè, festival thanh niên, liên hoan văn nghệ v.v. dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sáu là các bộ ban ngành và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp biên soạn các bộ sách giáo khoa phù hợp với từng địa bàn, từng lứa tuổi, xây dựng chương trình đề án hỗ trợ các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc dạy học tiếng Việt. Thứ bảy là về phần các nỗ lực của cộng đồng thì chúng ta cũng nhất trí là cộng đồng cần cố gắng tăng cường các nỗ lực xây dựng các chương trình và tài liệu dạy tiếng Việt cho con em mình tại địa bàn, căn cứ vào các tài liệu gốc và tài liệu khuyến khích hỗ trợ của các cơ quan trong nước, đặc biệt là chương trình của bộ sách giáo khoa tiếng Việt vui, làm sao xây dựng các chương trình tiếng Việt tại địa bàn phù hợp với cái đặc thù riêng biệt từng địa bàn. Và nhà nước tiếp tục là hỗ trợ có thể in ấn và cung cấp các cái bộ sách giáo khoa tiếng Việt vui cho những cái địa bàn của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Thứ tám là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài và Bộ Giáo dục Đào tạo là tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các giáo viên kiều bào dạy tiếng Việt ngay tại các nước sở tại hoặc theo khu vực và cả tại Việt Nam. Thứ chín và cuối cùng là các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần phát động các phong trào học tiếng Việt trong cộng đồng, xây dựng các thư viện sách tiếng Việt ở các địa bàn có đông người Việt sinh sống, sưu tầm các bài hát tiếng Việt, các phần mềm dạy tiếng Việt, các đĩa video giới thiệu về quê hương đất nước, động viên và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia đọc, viết và tạo thư viện thành sân chơi bổ ích cho các cháu, vân vân. Kính thưa các quý vị đại biểu, qua hai phiên làm việc của hội thảo báo chí với việc nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các đại biểu đều đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo và cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan hữu quan trong nước đã tổ chức thành công hội thảo. Các đại biểu cũng mong muốn có nhiều cơ hội được tham gia các diễn đàn tương tự để được giao lưu học hỏi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa các quý vị đại biểu, qua hai phiên thảo luận sôi nổi, hiệu quả, thẳng thắn, hội thảo chúng ta với chủ đề báo chí với việc nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể nói là đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các bộ, ban ngành. Xin chân thành cảm ơn các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục đã nhận lời mời đến dự và tham luận tại hội thảo, đã đóng góp hết sức sinh động và sâu sắc cho thành công của hội nghị. Ban tổ chức của hội thảo cũng xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các đại biểu là các nhà báo, những người làm công tác thông tin tuyên truyền, báo chí của kiều bào ta tại các nước về dự hội thảo,
đã có những tham luận hết sức thẳng thắn và đưa ra những bức tranh thực tế sinh động của kiều bào ta tại các nước, cùng với các kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước, với các cơ quan trong nước trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, duy trì phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho kiều bào. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các phóng viên báo chí đã đến dự và đưa tin cho hội thảo. Cảm ơn cán bộ nhân viên các cơ quan hữu quan và cảm ơn khách sạn Hòa Bình đã giúp đỡ ban tổ chức hội thảo thành công. Tôi cũng đặc biệt là cảm ơn sự phối hợp hết sức là nhiệt tình và hiệu quả trong ban tổ chức và điều hành hội thảo của ông Đoàn Công Huynh, cục phó cục thông tin đối ngoại Bộ Thông tin Truyền thông, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục tham gia điều hành buổi sáng, và tiến sĩ Trần Thị Hiền Lương, trưởng phòng ngữ văn của Viện Khoa học Giáo dục tham gia điều hành buổi chiều ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và đặc biệt chúc cho đoàn phóng viên báo chí kiều bào dự hội thảo và làm việc với các quan báo chí trong nước có một chương trình hoạt động tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc trong thời gian ở Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội thảo báo chí với việc nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi xin chân thành cảm ơn.